Xin chào các bạn, mình là Hoàng Lan. Chuyến xe của CGV đã đến giờ ghé trạm 057 để lắng nghe những ca khúc nhạc phim thật cảm xúc rồi. Sau một tập về chủ đề điện ảnh, mình rất biết ơn khi nhận được sự ủng hộ của mọi người dành cho chương trình. Hy vọng sẽ có thêm nhiều bình luận đóng góp từ các bạn để chương trình có thêm ý tưởng đặc sắc hơn cho những tập tiếp theo nhé. Và ngày hôm nay, mình muốn đưa mọi người đến với hành trình thanh xuân của cuộc đời. Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng thanh xuân là giai điệu đẹp đẽ, đẹp đến mức không ai có thể quay trở lại lần thứ hai trong đời. Thật ra có những việc khi còn trẻ, dù có cố gắng thế nào, mình cũng không thể nào hiểu được. Nhưng một khi đã hiểu ra rồi, thì tuổi trẻ cũng đã ở lại phía sau. Mình nhớ có một bộ phim mang tên Tháng Năm Rực Rỡ, rất hợp với chủ đề ngày hôm nay. Nếu như ai có dịp xem qua bộ phim thì sẽ hiểu rằng những người bạn mà chúng ta gặp gỡ giống hệt như tấm thẻ đánh dấu trong trang sách cuộc đời của chúng ta vậy đó. Bởi vì chỉ cần nghĩ về họ thôi là bạn đã có thể ngay tức khắc tìm được ký ức về những trang sách cũ mà ngày trước bạn đã từng trải, từng đọc đến thuộc lòng. Vẫn nguyên ở đó, cái tên đó, thanh xuân đó, đoạn đời đó, từng có tất cả chúng ta. Nhắc đến thanh xuân thì đương nhiên không thể nào thiếu những mối tình học trò đơn thuần và trong sáng rồi. Người ta nói rằng người bạn yêu ở thời trung học có lẽ là người bạn yêu nhất cuộc đời này. Bởi vì mối tình đó không có sự trẻ con của tiểu học, không có sự mập mờ của thuở ban đầu, cũng không vương nét trưởng thành của thời đại học, lại càng xa những tính toán của cuộc mưu sinh. Mối tình đó có thể được xem như là tình đầu đẹp đẽ nhất cuộc đời. Nhưng mà bạn có biết sự viên mãn thật sự là gì không? Đó chính là tình đầu sẽ trở thành tình cuối.
phải chi tình đầu nào cũng đáng yêu và viên mãn như Giang Trực Thụ và Viên Thương Cầm trong bộ phim Thơ Ngây nhỉ? Trái ngược với sự ngọt ngào viên mãn của bộ phim Thơ Ngây, tình đầu trong phim Cảnh Báo Tình Yêu lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mặc dù bộ phim không viết rõ một cái kết buồn, nhưng mình vẫn nghĩ đây là diễn biến hợp lý, gắn liền với thực tế cuộc sống. Thực tế là tình yêu không thể chống lại tất cả mọi thứ. Bạn biết không, một khi con người trải qua nhiều cản trở và va vấp khiến họ trưởng thành hơn, họ sẽ nhận ra đâu là người mình thật sự cần, đâu là người thật sự hợp với mình. Cũng giống như những nhân vật trong phim, chàng trai khiến cho cô gái rung động chính là tình đầu, nhưng chàng trai mang cho cô sự yên bình giản dị mới là người có thể nắm tay cô đi suốt đoạn đời tiếp theo. Một chiếc ứng dụng điện thoại có thể giúp con người bày tỏ tình cảm lại không thể nào so bì được với tình cảm chân thành. Vậy nên nếu bạn yêu ai đó, hãy tự lòng mình nói ra nhé. If you're shallow, but you were there, and everything was beautiful, so precious it can be, like everybody else. Then I felt you closer, then it all got better. You told me there, everything is lovely here, and just might be I'm
again. Maybe you're the one I needed to take it all away, this pain. Can you fall in love with me and tell me that you care for me? So when I close my eyes, will you be there to let me know that all will be okay? Can I fall in love again this way? Can I fall in love again? Maybe you're the one I needed to take it all away, this pain. Can you fall in love with me and tell me that you care for me? So when I close my eyes, will you be there to let me know that all will be okay? Can I fall in love again this way? Không phải ai cũng may mắn có được mối tình thanh xuân khắc cốt ghi tâm, nhưng chắc chắn ai cũng từng có những tình bạn cùng nhau khôn lớn. Thính giả của Trạm 057, có ai đã đi qua giai đoạn thanh xuân tình bạn như thế chưa? Là những năm tháng chúng ta cùng nhau sống hết mình vì đam mê, cùng nhau liều lĩnh và chấp nhận thất bại, cùng nhau nhiệt huyết và gặt hái những thành tựu đầu đời. Nhưng nếu lỡ thời gian sau này chúng ta bị cản trở bởi những cách xa, liệu bạn có còn nhớ đến tôi, nhớ đến chúng ta của ngày đó? Từng nhân vật trong bộ phim Cổng Mặt Trời đã trải qua những hành trình trưởng thành rất chung nhưng cũng rất riêng như vậy, cọ xát với những cám dỗ của xã hội, để rồi khi vấp ngã, họ mới nhớ lại giấc mơ ngày xưa mình từng có với nhau là gì. Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đấy thôi, chuyện gì quên đi hết những buồn phiền, ngày mai đây hãy tin là thế, và rồi khi ấy còn nhận ra nhau. Vẫn đi qua những con đường quen, bạn có nhớ đến tôi bao giờ? Từng ngày trôi qua chúng ta lại thêm cách xa, cuộc đời có những hạnh phúc thật gần. Vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đấy thôi, chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười. Ngày mai đây hay tin là thế, và khi ấy còn nhận ra nhau, mang theo ánh nắng, mang theo bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ. Dòng trôi biết có nơi đâu vô cùng, khi dừng chân mới hay ta xa lạ. Ngao ngao câu hát anh chẳng theo về, nơi nào mai ấm những bạn bè thân. Ôi mênh mang quá biết đâu quê nhà, câu chuyện xưa ấy tưởng chừng ta. Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười. Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đời thôi.
rừng trần mới hay ta xa lạ. Nghêu ngao câu hát anh chẳng theo về nơi nào mai ấm những bạn bè thân. Ôi mênh mang quá biết đâu quê nhà, câu chuyện xưa ấy tưởng chừng ta quên. Có những quãng đời xứng đáng cho chúng ta lưu lại và để dành suốt đời, mà mình tin rằng là thanh xuân nhất định là một quãng đời như vậy. Bởi lẽ ở đó có tình bạn, có tình yêu, có bạn vụng dại, có tôi thơ ngây, có chúng ta đầy nhiệt huyết. Nếu bạn còn trong thanh xuân, hãy trân trọng nó, hãy biến nó thành từng khoảnh khắc tuyệt vời không bao giờ quên được. Nếu bạn đã đi qua thanh xuân, hãy giữ nó như một ngọn lửa trong tim để sưởi ấm cả phần đời về sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập 2 của chương trình podcast Trạm 057 để cùng mình trở về với thời điểm thanh xuân đẹp đẽ. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo ở khung phát sóng 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube CGV Việt Nam. Mình là Hoàng Lan, hãy nhắn cho mình biết nếu các bạn có những chủ đề nhạc phim thú vị nào muốn chia sẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.